sinh vào thứ hai, bật mí tính cách nghề nghiệp, tình yêu và hôn nhân. Chào các bạn, như đã hẹn, hôm nay FNL, vận mệnh và nhân sinh sẽ cùng tìm hiểu về tính cách, sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của những người được sinh ra vào ngày thứ hai. Tính cách những người sinh vào thứ hai. Thứ hai là ngày thứ hai trong tuần được cai trị bởi mặt trăng. Đây là một hành tinh tuyệt vời trong chiêm tinh học, nằm rất gần trái đất và do đó ảnh hưởng của nó đối với trái đất rất rõ nét. Mặt trăng luôn thay đổi về độ sáng và kích thước. Mặt trăng cai trị tâm trí. Hành tinh này chi phối cuộc sống gia đình, quan hệ gia đình và di truyền. Những người sinh thứ hai sẽ bị chi phối bởi một số vấn đề liên quan đến những lĩnh vực này trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy, người sinh ngày thứ hai tốt bụng, khiêm tốn, để chi phối cuộc sống gia đình, quan hệ gia đình và di truyền. Những người sinh thứ hai sẽ bị chi phối bởi một số vấn đề liên quan đến những lĩnh vực này trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy, người sinh ngày thứ hai tốt bụng, khiêm tốn, dễ thích nghi, có tính sở hữu, chăm sóc mọi người và như người mẹ. Sinh ra vào thứ hai, bạn có xu hướng gắn bó với mẹ, phụ nữ và cuộc sống gia đình. Phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và nhân sinh quan của bạn theo nhiều cách. Bạn là một người trực quan, coi trọng cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân của bạn hơn là bằng chứng. Con số may mắn của bạn là số 2 và để thấy kết quả đáng kinh ngạc. Bạn sử dụng con số này càng nhiều càng tốt, sẽ có thể mang lại nhiều thuận lợi trong cuộc sống của bạn. Những người sinh vào thứ hai trong sự nghiệp, bạn có định hướng làm việc bằng đôi tay của mình. Bạn yêu thích những công việc đòi hỏi kỹ năng và sự khéo léo. Người sinh thứ hai cũng sẽ tỏa sáng trong kinh doanh. Là một doanh nhân, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng sự cống hiến và tận tâm của mình. Bất kể bạn tham gia vào một công việc hay kinh doanh, bạn sẽ chuẩn bị thực hiện rất nhiều công việc khó khăn và có kỷ luật. Người sinh vào thứ hai luôn đảm bảo thành công trong sự nghiệp. Tại nơi làm việc, bạn có thể thu hút những người xung quanh bạn và giành được sự ngưỡng mộ của họ. Những người sinh vào thứ hai trong tình yêu, sinh vào thứ hai, bạn rất quan tâm đến mọi người. Bạn rất nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của người khác. Đồng thời, bạn có xu hướng quá dễ tin người và rơi vào tình yêu mà không có sự suy tính trước hoặc phân biệt đối xử. Dù mở rộng tấm lòng của mình với người khác, bạn không được quên lợi ích hoặc hạnh phúc cá nhân. Bạn thích dành thời gian cho đối tác của mình. Bạn phải đảm bảo rằng bạn không nhượng bộ trước những kỳ vọng vô lý để tránh những rắc rối về lâu dài. Bạn sẽ trở thành một đối tác tình yêu tuyệt vời với một ai đó vì bạn luôn ghét tranh cãi và thích hài hòa với các mối quan hệ của mình. Những người sinh vào thứ hai trong cuộc sống hôn nhân. Bạn là một cá nhân dễ gây ấn tượng và điều này khiến bạn rất nhạy cảm với tất cả những trải nghiệm bạn phải đối mặt trong cuộc sống. Cả hai trải nghiệm tích cực và tiêu cực đều có thể ảnh hưởng đến bạn rất nhiều, dẫn đến các mối quan hệ và sự tan vỡ theo thời gian. Không ai trên trái đất có thể quan tâm đến người bạn đời của họ như bạn vẫn làm với bản chất ấm áp và chu đáo của mình. Bạn có thể thích nghi với hoàn cảnh thay đổi và luôn trung thành với người bạn đời của mình. Bản chất chiếm hữu của bạn thường sẽ khiến bạn đòi hỏi nhiều hơn từ bạn đời. Hãy vượt qua bản tính siêu nhạy cảm của bạn để tìm kiếm sự ổn định trong các mối quan hệ. Trên đây là những thông tin do FNL, vận mệnh và nhân sinh, siêu tầm và tổng hợp về tính cách, sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của những người sinh ra vào ngày thứ hai. Mời bạn đón xem video Người sinh vào thứ ba, bật mí tính cách, sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân được công chiếu vào 20 giờ thứ ba, ngày 6 tháng 7 năm 2021. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích chia sẻ và đăng ký kênh FNL Vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý.